Sau nhập xin chào các bác, em lên sóng con TL9, một con máy rất là đẹp của các bác này, một con màu gold có hình vân quả chám rất là sang trọng nhé. Máy nguyên zin tuyệt đối, con này thì từ bên trong bên mạch tất cả em đảm bảo zin hết, còn phần vỏ bên ngoài con này cũng nguyên, không có tút tát gì đâu ạ. Panasonic NPTL9, số điện thoại của em đây, alo, mã số 1. Tất cả phần mica này nguyên zin lương tôn, con này tất cả thành yếc này cũng nguyên hết ạ, không có mông máu gì, nói chung là đúng chất bãi. Máy hoạt động mọi chức năng ok, ngon lành, hình thức khá là đẹp. Năm 2017, năm cuối cùng sản xuất nhé. CD máy là C0353 TL9. Các chức năng trên máy thì máy rửa bát này nó giống hệt nhau rồi ạ. Econavi tiết kiệm điện này, hẹn giờ này, thời gian sấy 30-45, kèm giữ khô các thứ này. Chế độ rửa tiêu chuẩn nước nóng 80 độ này, rửa mạnh này, rửa mạnh nước nóng 80 này, các đèn báo thức bấm chế độ rửa này. Các bác chọn một lần nhé, này các bác bấm này thì nó nhớ lại nhé. Đây, bật nguồn này, tắt nguồn. Nội thất các thứ con này có phần này, giá gật gù này, có thể bẻ lên xuống giá đĩa này. Bát đũa thìa bát lô tô xếp 12 các bác con, mỗi hàng 6 cái, 6 cái cốc, khay rác các kiểu, nội thất sạch đẹp. Chiếc này bán 5 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, ship hàng toàn quốc ạ. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000, biến áp bác nào mua thêm là 500.000 nhé. Chào các bác.